Hi, em chào các bác. Hôm nay em tiếp tục về Phú Thọ. Đây, những cái cây đa phần đều là có mầm, đều là lá lỗi xẻ chuẩn của cổ tiết Phú Thọ các bác. Đây, nó lên đến một đoạn là nó sẽ bị chẻ dọc ra. Chỗ đoạn chẻ này hay bị thối lắm. Đây có một chậu chẻ không là thối này các bác này. Chậu này được cái thân, một thân thì đẹp, một thân này thì không đẹp. Đây còn những cái kỳ là rõ nét nhất này các bác này. Đây. Em bán một số hình như sau. Hình số 1 107 phân là 1m07 là 1,7 triệu. Cái này có 4 mầm lỡ cơ. Đấy, và 4 mầm lỡ. Làm mầm lỡ để sang năm sang xuân lách cái mầm lỡ ra nó thành kỳ các bác. Đấy. Sang xuân lách ra thì những cái cây, những cái thân này nó sẽ đẻ tiếp. Sẽ được ăn 0 2 3 kỳ. Hình số 2 là 59 phân. Hình này có giá 940.000. Hình số 3 là 81 phân, hình này có giá 1,3 triệu. Hình này có 4 thân. Đấy. 4 thân thì nó sẽ nhiều thân hơn nhưng mà nó lại không ngọn nó ngắn thì sang năm làm giống rất là dễ. Đấy. Hình số 4 là 91 phân. Đấy, 91 phân này. 1.450.000 thì hình này là có 2 thân với cả 2 mầm lỡ. Cái kỳ này chắc là cái thân già này chắc là hỏng rồi. Đấy, 2 kim 2 mầm lỡ. Đấy là hình số 4, 91 phân. Hình số 5 là 5 cây trắng Hà Tĩnh. Đấy, 2 kia như này là 500 này. Đây các bác, 500 này em sẽ cắt 2 kia, em cắt sát đi cho các bác. Ở bên này có 2, 4 kia. Đấy, 500 là 2 kia. Cây Hà Tĩnh thì để em kể qua các bác về tại sao nếu mà các bác muốn mua chuẩn ấy, thì khi mà lá già ấy, hoặc lá non non thì nó phải có một cái chẻ mép này. Đây, nó bị khuyết này, các bác để ý không? Rõ ràng nhất là nó bị khuyết cái này này. Ở những cây khác không có đâu nhá. Ví dụ như cây Phú Thọ này không có đâu nhá. Đây, Phú Thọ kể cả non cả già thì nó sẽ một đầu hình cuối cùng nó sẽ đến như này. Đấy. Đây Phú Thọ đây. Nó không có đâu nhá. Nhưng mà cây Hà Tĩnh thì đặc biệt này. Đấy, nó sẽ có một cái chẻ mép này. Các bác về nhìn cây lá giàm của Hà Tĩnh mà nó có cái chẻ như này là đúng Hà Tĩnh. Còn nó không phải thì không phải đâu. Đây. Nó chẻ kiểu này này. Đấy. Đây nó hiện rõ nhất ở những cái lá già đấy các bác. Nó cứ như bị ai chém vào phát đấy. Nó hình thành cả một cái lỗ luôn. Đấy là đặc điểm nhận dạng của năm cánh trắng Hà Tĩnh. Thân nó cũng xanh sạch. Lá của nó thưa hơn so với HO. Đây là hình số 6. Hình số 6 là 2.590.000. Hình số 6 là 162 phân. Nghĩa là hơn 1m6 đấy. Đây các bác nhìn này. Đấy. Em cho các bác xem để nhìn xem đâu. Đấy, chậu dài như này cơ mà. Đấy, chậu này là 2.590. Chậu này về nếu mà theo như phương án của em thì xẻo đến đây. Hoặc là cắt cái kỳ làm giống là sang năm thoải mái giống chơi. Còn để cái mẹ nó sang năm lại hai thân. Còn đây là hình số 7. Hình số 7 là 6 triệu này. Hình số 7 này thì có 1 2 3 4 5 6 7 nó hồi số 7 khoảng gần chục thân các bạn. Chậu số 7 rất là to. Đây. Cái này có chiều cao của nó là 383, nghĩa là gần 4 mét các bạn. Đấy chậu này 6 triệu. Còn nếu mà thời điểm ví dụ 500 một phân thì nó khủng khiếp lắm các bạn. 500 một phân mà gần mà 4 mét này thì phải 200 triệu. Đấy thời điểm 500 chứ còn đa phần các bác đu đỉnh đa phần ở đỉnh giá nó toàn 7-800 thì nếu mà chậu này giá 600 thôi thì cũng là hơn 200 triệu rồi. Tuy nhiên là cuối năm này rất là vừa tầm chơi, 6 triệu các bạn. Đấy. Mà bản thân em cũng chưa giờ có những chậu to như này để bán. Đến bây giờ mới có. Đấy. Còn những cái kỳ nhỏ các bác có nhu cầu thì đây. Hình số 8 25 phân là 400 này. Đấy. Đây là 20 phân 320 này. Mấy cái này đều xẻ lỗi hết đây. Hình số 9 cũng 320. Cái này thì xẻ trên đỉnh lá. Đấy về các bác nhân giống năm sau là khoảng mai giống. Chỗ này nghe đâu hơn 10 mét. Em có thêm cả hồng yên thủy này các bác này. Đấy hồng yên thủy đấy. Chậu này em bán là 8 triệu này. Đấy. Chậu này có 10 hơn 12 phân thôi. Đợt trước là nó vào gần 100 triệu đấy. Đây là HO.
hồng nguyên thủy và HO hiện nay em chỉ có mỗi loại một chậu thôi. Hồng nguyên thủy thì em cũng không xác định bán lắm, trồng thôi. Đây HO đây. Cây này là vợ tặng. Đấy, cây này tầm 20 phân có cả mầm lỡ đang đi ngọn này. Cây này 2,5 triệu. Đấy. Cái HO thì thường cái đoạn lá nó hay vòng cầu vòng ngược lại như này. Đấy. Lá nó hay vòng ngược như này. Cái bao lá ở đoạn này nó phẳng. Phẳng đét luôn. Đấy, thân xanh sạch. HO các bác nhé. Đấy, còn kiếm thì chắc là mai kia em về sẽ về nhiều đấy. Đấy, em sẽ nhập nhiều để phục vụ cho các bác. Còn đây là những cái kỳ trầm trắng với kỳ thường phi hạt Pháp. Đây trầm trắng này, kỳ thường để với giả Pháp thứ đều em đều chính solo 5.000 một kỳ. Còn kia là lụ địa lan Mạc Xuân các bác nhá. Lụ Mạc Xuân này em bán là 20.000 một lụ. Em gửi từ 10 lụ là 200 bao ship 10 lụ. Bên này là kiếm trắng Điện Biên, một trong những dòng nổi tiếng nhất của lô hội đây. Cái này 1,5 triệu một thân. Đấy, giá chỉ có 1,5 triệu một thân thôi. Đợt trước em bán toàn 3,5 triệu. Năm nay nó rẻ rồi, có 1,5 triệu thôi. Còn Mạc Xuân hàng cân. Mạc Xuân hàng cân thì em bán là 90.000 một cân bao ship. Đấy, Mạc em về. À, kiếm vàng cánh bầu Hải Phòng thì 100 một thân. Đấy, chỉ có 100 một thân thôi. Còn lại vật tư thì em vẫn cung cấp đầy đủ cho các bác thôi. Màng nhà kính này, phân thuốc này, phân xanh Mỹ, phân vàng Mỹ, đều uống 13 đều. Bên trong này là lưới Nhật. Lưới Nhật là 160 một tấm. Đây có những tấm nó vá nhiều, em tính 120 các bác này. Tấm vá nhiều em bán 120 thôi. Còn các loại móc nữa. Rồi cảm ơn các bác.